chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện làm sữa gạo Hàn Quốc nhé. Nguyên liệu để mình thực hiện món sữa gạo Hàn Quốc này là mình đã chuẩn bị 150g gạo nếp. Ở đây thì làm sữa gạo Hàn Quốc thì mình có thể sử dụng gạo tẻ cũng được nhé. Mà thường thường là họ sẽ sử dụng gạo tẻ. Nhưng mà để có, nếu các bạn có sẵn gạo nếp hoặc là muốn cái mùi vị của sữa của mình được thơm ngon hơn thì mình có thể sử dụng gạo nếp nhé. 2 bịch sữa tươi. Ở đây mình sử dụng sữa tươi có đường, sữa đặc. Và nếu ở đây thì mình không sử dụng đường, nhưng nếu các bạn không dùng sữa đặc thì mình có thể thay thế bằng đường nhé. Hoặc là mình muốn ngọt hơn một chút thì mình có thể thay thế bằng đường. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện. Đầu tiên thì mình sẽ mang gạo đi vo và mình sẽ rang gạo. Mình sẽ cắt gạo lên và mình cho gạo vào mình rang nhé. Sữa gạo Hàn Quốc này thì là món thức uống của đặc trưng của người Hàn Quốc, nhưng mà trong cái sữa gạo thì nó rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ. Sữa gạo giúp cải thiện làn da và tăng cái nội tiết tố nữ rất là tốt. Mình uống nó cũng rất là dễ uống, rất thơm ngon. Mà làm thì cái công tác làm thì rất là dễ. Mình đầu tiên, lần đầu mà mình uống sữa gạo mà mình mua ở trong siêu thị á, mình mua một cái chai lớn 1,5 lít, hình như là nó làm khoảng, mình không nhớ là bao nhiêu tiền, nhưng mà cũng so ra thì cũng rất là mắc. Nên là mình mày mò và để mình tìm hiểu cách làm để mình làm. Và mình thấy thì làm thì rất là dễ thôi. Mình rang gạo cho đến khi gạo vàng thơm là được nhé. Mình rang gạo cho nó vàng như này là gần được rồi các bạn. Tại vì cái mình quay nó không đúng rồi, nó vàng. Cái máy của mình nó không được rõ màu. Gạo như này là nó đã vàng được rồi. Các bạn cứ rang để cho nó có màu vàng nhạt và có mùi thơm là được rồi nhé. Bây giờ thì công đoạn tiếp theo là mình sẽ, một là các bạn sẽ nấu, đối với 150g gạo này thì mình sẽ dùng khoảng 2 lít nước, 1,5 đến 2 lít nước. Mình đun sôi và mình sẽ cho cái phần gạo rang này vào, mình ủ. Hoặc là mình sẽ nấu nước sẵn, nước sôi sẵn và mình sẽ cho gạo này vào luôn nhé. Rồi mình ra như vậy rồi mình sẽ tắt bếp đi. Mình sẽ đi chuẩn bị nước. Và sau khi mình đã chuẩn bị nước, mình đun sôi bằng cái ấm đun siêu tốc thì mình sẽ cho vào đây. Mình cho vào đây khoảng 2 lít nước. 1,5 lít đến 2 lít đều được nha các bạn. Nếu các bạn muốn sữa của mình nó đặc hơn một chút thì mình cho khoảng 1,5 lít thôi. Ở đây thì mình cho khoảng 1,5 lít thôi. Và mình sẽ cho luôn cái phần sữa vào nhé. Mình cho cái phần sữa tươi của mình vào luôn nhé. Sẽ không cho đường. Nếu các bạn nào thích ngọt hơn một chút thì các bạn cho đường cũng được nhé. Mình thì thích cái vị béo của sữa nên mình sẽ cho sữa. Mình cho khoảng 1 muỗng sữa đặc này thôi. Và mình sẽ ủ. Mình sẽ ủ cái gạo này của mình, cái sữa gạo này của mình khoảng 20 đến 30 phút nhé. Và lát nữa thì sau khi ủ xong thì mình sẽ đun lại cho sữa sôi 5 tăng nữa là được.
mình lọc bỏ cái bã đi nữa là xong. Đây thì mình sẽ để ở ốc của mình là sau khi mình đã ủ được 30 phút, bây giờ mình sẽ lấy ra mình xem nha. Cái nắp nồi nó mất mất cái tay cầm. Rồi được rồi, bây giờ thì mình sẽ đun cho cái sữa này của mình nó sôi lăn tăn thôi nha các bạn. Có nghĩa là mình chỉ sôi lăn tăn thôi để cho cái sữa của mình nó giữ được cái chất á. Là mình sẽ tắt bếp và mình lọc, mình bỏ cái bã của cái gạo đi. Là sữa của mình đã hoàn thành. Đây các bạn, sữa của mình nó đã bắt đầu nó sôi lăn tăn ngược lại rồi đó. Nó sôi là thấy nó sủi sủi, nó đang sủi sủi đây ạ. Như vậy là được rồi nha. Tại vì cái nước mình cũng đã đun sôi rồi, và cái gạo thì nó cũng chín rồi, nhưng mình không có đun cho nó sôi hẳn nha. Mình tắt bếp đi thôi nhé. Nó chỉ cần sủi bọt lên như vậy là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ lọc cái bã ra. Bây giờ đây thì cái sữa của mình nó đã nghe cái mùi rất là thơm này. Mình bỏ đi thôi. Mình lọc cái tất cả cái sữa này, mình bỏ cái bã này, nhưng mà cái bã này uống thôi. Mình cũng không biết là cái bã này có thể mình có thể dùng làm gì cả. Theo các bạn thì những cái bã gạo này thì mình có thể dùng làm gì? Tức là chỉ bỏ đi thôi. Nếu mà ở quê á, nhà có nuôi heo á, cái này cho heo ăn. Rồi mình sẽ bỏ cái này đi. Đây các bạn, đây là sữa gạo mà mình vừa làm xong. Mình làm khoảng 150g gạo nếp thì nó và sữa đặc thì sữa đặc, sữa tươi thì nó ra được như đây. Sữa gạo ở như đây thì khoảng được một khoảng hơn 1 lít, 1 lít mấy, gần 2 lít gì đó, một tô và một cái bình này. Sữa gạo này thì mình uống lạnh rất là ngon. Mình cũng có thể là uống nóng ấm như này thì buổi sáng, vào buổi sáng thì mình làm cho gia đình mình thưởng thức chỉ cần một ly sữa này và ăn kèm với đồ ăn sáng thì cũng đủ dinh dưỡng cho cả ngày rồi. Với cái ly sữa gạo này thì rất là dễ uống, dễ làm. Mình có thể làm, mình để tủ lạnh để mình dùng trong vòng 2-3 ngày gì đó vẫn ok, không vấn đề gì cả. Video thực hiện sữa gạo của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào các bạn.